Xin chào các bạn đã đến với channel ngày hôm nay Nơi mà các bạn có thể nhận được nhiều tài liệu và tin tức liên quan tới tiền kỹ thuật số Như thường lệ đây chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư <laughs> Xin chào các bạn Trong cái video này thường sẽ chỉ dẫn các bạn làm sao để mà đăng ký Wireless cho cái dự án Diabis nhưng mà trước khi bắt đầu có một vài lời thường thường nói. Thứ nhất là các bạn đã biết là thường không có đại diện cho bất cứ ICO nào hay là bất cứ dự án nào và không đại diện cho bất cứ đồng nào và cái dự án Dico Abyss này cũng không ngoại lệ thông tạo tài liệu tạo tin tức tạo nhóm chủ yếu là về mặt thông tin có thể đưa cho các bạn những thông tin chính xác và có thể giúp đỡ những người nào mà có hứng thú với dự án này có thể là gia nhập vào để mà có thể đạt được thành công trong vấn đề là đăng nhập và đăng ký wireless và có thể tham gia vào ngày 7 tháng 3 để mà mua những cái đồng Abyss của dự án này. Đương nhiên, đầu tư thì các bạn phải cân nhắc tại vì đầu tư sẽ có phong hiểm. Nếu như bạn nào mà đã xem cái video review The Abyss ở trên cái channel của Thuận thì đã biết là cái dự án này có một số ưu điểm và một số nhược điểm. Vậy bạn nào mà chưa coi thì cũng nên dành thời gian để mà coi cái video đó ở trên cái chương trình YouTube này. Kế đó nữa là những bạn nào mà ủng hộ chương trình này thì có thể sử dụng cái link giới thiệu của Thuận. Tuy nhiên đó không phải là bắt buộc cái nhóm Telegram tạo ra và những cái admin trong nhóm sẽ hỗ trợ tất cả các bạn nào mà hứng thú với dự án này cho dù các bạn sử dụng một link refer của bất cứ người nào khác cũng vẫn có thể vô nhóm để mà được hỗ trợ đó là điều mà thần cần muốn nói với các bạn và một lần nữa các bạn hãy cân nhắc và xem thêm tài liệu trước khi đầu tư tại vì đầu tư vào những cái DICO, những cái ICO nghĩa là đầu tư vào những cái công ty khởi nghiệp, những cái dự án khởi nghiệp thì sẽ có rất nhiều phong hiểm và trong cái thế giới đầu tư này chúng ta không có gì gọi là đảm bảo các bạn cần phải nhớ vấn đề đó và thường không thể cho các bạn lời khuyên đầu tư Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu để coi làm sao có thể là thành công để mà đăng nhập whitelist của cái dự án Abyss này Trước hết các bạn phải đăng ký và đăng nhập vào cái trang của abyss com Thì nếu các bạn nào mà chưa có đăng ký mà cần link đăng ký thì cái link của Thuận sẽ nằm ở phía dưới cái video này Và sau khi các bạn đã đăng ký và đăng nhập thành công thì các bạn có thể bấm vào account chương mục nằm ở phía trên như các bạn thấy trên màn hình sau đó họ sẽ dẫn các bạn vào cái chương mục của các bạn, các bạn hãy nhấn vào cái nút Profile như các bạn thấy trên màn hình. Sau đó các bạn sẽ nhìn ở phía dưới, các bạn sẽ thấy được là có cái chữ Connect màu xanh, có cái dấu hiệu của Telegram kế bên như các bạn thấy trên màn hình, các bạn nhấn vào cái nút đó. Sau đó các bạn sẽ được dẫn vào cái Telegram của họ và có một homebot sẽ chat với các bạn. Các bạn muốn bắt đầu để mà trả lời những câu hỏi đi được Wireless thì các bạn nhấn cái nút Store nằm ở phía dưới như các bạn thấy trên màn hình. Kế đó nữa là các bạn phải chọn ngôn ngữ. Các bạn có thể chọn tiếng Anh hay là những tiếng nào mà các bạn thông thạo. Kế đó nữa là các bạn phải chọn cái ngôn ngữ địa phương thì các bạn có thể chọn tiếng Việt Nam hay bất cứ tiếng nào mà các bạn không thông thạo. Kế đó nữa là họ sẽ dẫn các bạn đi qua cái channel announcement của Dealerbiz thì khi mà các bạn tới được đây thì các bạn phải bấm trở về Dealerbiz bot để các bạn có thể tiếp tục trả lời những câu hỏi như là nằm ở phía trên màn hình của các bạn. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi. Trước hết họ sẽ hỏi các bạn là có đọc cái white paper, tài liệu chính của họ chưa? Thì các bạn nếu như mà muốn tiếp tục thì các bạn phải nhấn cái nút Yes, everything is clear để có thể tiếp tục để mà trả lời những câu hỏi kế tiếp. Và họ sẽ hỏi các bạn là các bạn có phải là công nhân hay là quốc tịch của Mỹ hay là không? Thì các bạn phải trả lời theo đúng sự thật. Nếu như các bạn là người ở Mỹ thì các bạn chỉ có thể đầu tư vào cái dự án Dear Business này. Nếu như các bạn là một nhà đầu tư chuyên nghiệp được chính phủ Mỹ công nhận theo luật Regulation D Còn những người như nước khác thì sẽ không thành vấn đề Nếu như các bạn không phải là người ở Mỹ thì các bạn có thể trả lời No Như các bạn thấy trên màn hình Sau đó họ hỏi các bạn là khoảng bao nhiêu đồng Ethereum các bạn dự, dự định là sẽ nạp vào cái dự án này Thì các bạn có thể là cho họ biết là khoảng tầm bao nhiêu Như là trên màn hình các bạn thấy Kế nữa, nữa là họ muốn biết cụ thể hơn là các bạn dự định là nạp vào bao nhiêu để mà cho cái dự án này thì các bạn có thể bấm cái số các bạn muốn nạp vào. Các bạn chỉ bấm cái số nhưng mà đừng có để chữ Ethereum hay là chữ eth, tại vì nó sẽ không có chấp nhận chỉ chấp nhận số mà thôi. Cái đó nữa là các bạn coi như cũng đã được thành công. Bây giờ các bạn hãy bấm vào cái nút subscribe để mà họ dẫn các bạn vào cái twitter của họ. Sau đó các bạn sẽ được gia nhập vào cái twitter của họ bằng cách là bấm cái nút open ở trên màn hình. Thì đây chính là cái twitter mà của diemus nơi mà họ tung ra những thông tin sau đó các bạn bấm trở về the abyss cái trang chính của các bạn thì nằm ở phía dưới các bạn đã thấy được là sau khi mà các bạn đã wallet thành công thì nó sẽ để cái chữ activated nếu như mà các bạn không có cái chữ này ở trên màn hình thì các bạn cần phải làm lại từ đầu bằng bước đầu tiên như Thuận vừa nói tới thì hy vọng là cái video này giúp đỡ các bạn à, được đăng nhập thành công cái wireless của địa này nếu như các bạn cần hỗ trợ thì cái link telegram hay là các bạn cần đăng ký thì cái link đăng ký sẽ nằm ở phía dưới cái video này để các bạn có thể vào nhóm để mà được hỗ trợ Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này nếu các bạn muốn gia nhập những sàn giao dịch thì cái link sẽ nằm ở phía dưới nếu các bạn thích cái video này thì hãy nhấn cái nút thích hay là cái nút like để những bạn khác có thể kiếm được cái video này dễ dàng hơn và hãy gia nhập vào chương trình YouTube thuận có hai chương trình YouTube và các bạn cũng có thể gia nhập vào Facebook, Telegram, Twitter hay là Steam Tất cả những cái link đều sẽ nằm ở phía dưới của những cái video mà các bạn đã thấy trên màn hình Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn sau